Các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết. Thời gian gần đây, một số nhà báo quốc tế đã đưa ra ý tưởng về việc thành lập một giải đấu tương tự như FIFA World Cup dành cho bộ môn Liên minh huyền thoại, đó sẽ là giải đấu nơi các đội tuyển quốc gia Liên minh huyền thoại được quy tụ và tranh tài. Dù đây mới chỉ là ý tưởng, nhưng nó cũng khiến cộng đồng game thủ bàn tán xôn xao. Dẫu vậy, giao cản lớn nhất để biến giải đấu này thành hiện thực, chính là sự trên lệch trình độ giữa các quốc gia. Nhiều ý kiến cho rằng, dù có thành lập một giải đấu quốc gia liên minh huyền thoại, thì cuộc chơi vẫn sẽ chỉ là của riêng Hàn Quốc và Trung Quốc, hai siêu cường liên minh huyền thoại thời điểm hiện tại. Ashley Kang, chủ bút của Korea dân thì nhắc nhẹ về một chỉ số gây sốc: kể từ năm 2013, 38, 44 tuyển thủ từng vô địch Chung kết Thế giới đều là người Hàn Quốc. Số lượng này chiếm 86,3% tổng số tuyển thủ vô địch. Chu và Đoan dù được coi là nội binh lơ nhưng vẫn mang quốc tịch Hàn. Thậm chí, tất cả những tuyển thủ đường đơn từng vô địch thế giới từ 2013 đều là người Hàn Quốc. Thông số này có một ý nghĩa tương đối đặc biệt đối với ý tưởng thành lập một giải đấu đội tuyển quốc gia, đó là Hàn Quốc sẽ được coi như ứng cử viên số một của giải đấu này, thậm chí sự khác biệt về trình độ của họ có thể kéo dài năm này qua năm khác, và nó sẽ trở nên nhàm chán hơn cả chung kết thế giới nơi các đội tuyển khu vực khác ít gia vẫn còn cơ hội ở mua tuyển thủ hàng. Ngay cả hai lần vô địch của LPL cũng có dấu ấn rất lớn của những tuyển thủ người Hàn, thì việc họ tụ hợp thành một đội tuyển quốc gia bất khả chiến bại là điều quá đơn giản. Tuy nhiên, điều này cũng không có nghĩa là người Hàn có khả năng thống trị tuyệt đối ở sân chơi đội tuyển quốc gia. Khi lần duy nhất liên minh huyền thoại được cấu thành giải đấu quốc gia, trở thành một bộ môn biểu diễn tại ASEAN Game 2018, thì đội tuyển quốc gia Trung Quốc mới là cái tên giành huy chương vàng. Cho đến nay, Trung Quốc vẫn là nước duy nhất sở hữu bộ huy chương vàng bộ môn liên minh huyền thoại tính theo đội tuyển quốc gia. Bên cạnh đó, ngoài Hàn Quốc và Trung Quốc, thì Đan Mạch, Thụy Điển, Ba Lan cũng có thể coi là những cường quốc liên minh huyền thoại khi sở hữu rất nhiều siêu sao hàng đầu thế giới trong quá khứ và hiện tại. Ảnh Internet